Hello, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh channel của Kim Minh. Ngày hôm nay mình có một cái vấn đề muốn chia sẻ với tất cả mọi người, đặc biệt là những người nào đó đang ở Việt Nam chuẩn bị định cư Mỹ và quan tâm đến cái nước Mỹ. Thì mình có một cái câu chuyện này muốn chia sẻ với tất cả mọi người, cũng như là một cái thông điệp muốn gửi đến tất cả mọi người. Nếu như ai mà muốn định cư Mỹ thì biết và nên tránh xa những cái điều này để mình sớm có nhà cửa, sớm có công ăn việc làm và sớm ổn định hơn. Thì buồn chán xong rồi cái tạo điều kiện cho mình hư hỏng á các bạn. Khi các bạn đặt chân qua đến nước Mỹ này thì có rất là nhiều việc nó làm cho mình chán nản và nó rất là khác so với cái cuộc sống ở bên Việt Nam. Vì khi các bạn sống ở Việt Nam á thì các bạn có bạn có bè, rồi sáng mình đi làm, chiều mình về thì mình chạy ra ngoài đường á, nhiều khi mình thấy con người ta đi tấp nập rất là vui, và có thể là nhiều khi mình hẹn bạn bè mình ghé quán cà phê mình uống vài ly. Thì khi mà mình sống ở đó rất là lâu rồi thì mình sẽ có những cái mối quan hệ và những cái người bà con, anh em hay là những người học chung cùng lớp với mình. Nhưng mà khi các bạn đặt chân đến nước Mỹ á, thì mình sẽ không có ai hết và mọi thứ của mình đều bắt đầu lại từ đầu. Trong đó là kể cả bạn bè, người thân hay bất cứ cái mối quan hệ nào thì mình cũng là bắt đầu lại từ con số 0. Cho nên cái việc hụt hẫng là không thể nào tránh khỏi. Và khi mà các bạn đặt chân đến đây rồi á thì á nó còn rất là nhiều cái điều để làm cho mình chán nản lắm. Ví dụ như các bạn không thể di chuyển được vì mình không có bằng lái xe, không có biết lái xe. Đó là những cái trở ngại nhất định mà trong những cái video trước mình đã có đề cập đến cho tất cả mọi người biết. Thì trong cái video ngày hôm nay mình đề cập đến một cái vấn đề mà các bạn, nếu như các bạn không có vướng phải nó thì các bạn sẽ rất là sớm có nhà, mà nếu như mà các bạn vướng phải nó thì dù cho các bạn có nhà các bạn cũng phải bán nó đi. Đó là theo kiểu là theo nghe theo cái lời rủ rê của bạn bè và đi cờ bạc. Vì các bạn biết tại sao mình lại nói như vậy không? Ở bên Việt Nam mình á, nếu như các bạn cờ bạc vui á thì có thể là nó cũng không có đáng bao nhiêu, mà mình chơi biết chừng biết mực á, thì các bạn có cái chuyện là theo kiểu là ở chơi vui giải khuây. Ví dụ ngày hôm đó mình chơi 50.000 hay 100.000 thì mình thấy nó không có chuyện gì, đúng không? Nhưng mà bên nước Mỹ này á, các bạn đánh bài cờ bạc ở nhà là các bạn đã phạm pháp rồi. Dù là cái nước Mỹ này họ chấp nhận cho bạn chơi cờ bạc nhưng với điều kiện bạn phải đi vào casino. Mà các bạn biết không, đi vào casino á thì bèo lắm á, là một bàn cũng là 5 đồng. 5 đồng là rẻ nhất đúng không anh? 5 đồng là rẻ nhất các bạn. 5 đồng là cái giá thấp nhất với một cái giống cái dáng bạc đó. Nếu như các bạn đánh bạc mà theo kiểu đánh bạc như bên Mỹ này á là gọi là cái gì anh? Rồi. Không phải. Cái mà đánh chín người á tên nó là gì? Poker hả? Poker hả? Đánh là tố vậy. Tố Mỹ vậy. Tố Mỹ, tố bên Việt Nam là bốn tay đúng không anh? Tố ở Việt Nam là bốn tay, Chơi nó mới được 5 tay. còn tố Mỹ á, là chín tay. Và các bạn biết không, cái bài tố đó bên đây các bạn, khi mà các bạn không đánh thôi các bạn ghiền, các bạn mà đã đánh rồi các bạn ghiền. Và mỗi một cái bàn các bạn đánh như vậy á, có thể các bạn mới đầu các bạn đánh 1 đồng 2 đồng thôi, nhưng mà một lát sau á là có thể là trong một cái ván bài đó thôi các bạn có thể thua 100 đồng, 200, 500 đồng trong đó. Cho nên cái bài đó nó rất là ghê. Và các bạn biết là những cái người mà họ biết quýnh bài á, anh cái áo anh chói của anh, khi mà cái người mà biết quýnh bài á, mà họ mà đi vào cái sòng bạc đó, các bạn, họ đi vào sòng bạc cái họ tập tành, họ chơi cái bài tố của Mỹ đó đó là họ sẽ ghiền. Mà các bạn biết không, cái bài tố đó mà ghiền một cái rồi là bán vợ đỡ con, bán nhà bán cửa luôn các bạn. Rồi á đánh xong mà nhiều khi đánh chưa đã, đang máu mà gỡ xong rồi cái họ ở trong đó họ cho các bạn mượn tiền luôn các bạn. Khi mà trong đó bạn đang đánh máu cái họ lại họ khều khều các bạn, họ hỏi thêm không, muốn thêm không, họ đưa cho thêm. Cái xong cái nếu như bạn gật đầu thì
bạn có tiền đánh nữa rồi, chỉ cần một cú gật đầu thôi là có tiền rồi. Mà các bạn biết khi mình đang máu, ai cho mượn tiền là đánh liền à. Rồi sau lúc đó mà các bạn không trả được á, thì nó kiếm tới nhà, nó chặt tay, chặt chân, hoặc là nó hâm dọa, nó xịt sơn ở nhà hay là như thế nào đó, hoặc nó đập xe mình hay gì đó, nó hâm dọa để mình phải trả tiền nó. Cho nên á hả, các bạn biết không, thường là những cái người mà mới qua đây á là họ buồn các bạn, họ buồn. Xong cái những cái người mà họ có máu cờ bạc á, thì sau giờ làm là họ sẽ lên trên đó họ ngồi họ chơi. Thì mình là cái người mới qua là họ sẽ rủ mình vô trong đó chơi. Ê mình đi không, lên trên này vui lắm, tôi rủ mình đi chơi, tao lên tôi đánh bài mày đi vòng vòng chơi đi. Rồi các bạn biết không, cái người không biết quýnh bài á thì các bạn có thể đi kéo máy đó. Nó vấn đề nó nằm ở chỗ này nè các bạn, là các bạn không biết quýnh bài thì các bạn đi kéo máy, mà nếu như các bạn biết quýnh bài thì các bạn còn ác hơn nữa, là vô trong đó là đốt tiền cho cái sòng bạc. Là nếu như mà mình không biết quýnh bạc á thì đi vô trong đó kéo máy. Mà các bạn biết kéo máy nó như thế nào không? Nó có nguyên ba cái hàng số, ví dụ như nó chạy bên đây hàng số, chạy đây hàng số, chạy giữa hàng số, ba hàng số đó nó giống nhau, hoặc là nó ra một cái số độc đắc, mà cái số độc đắc đó, ba cái số độc đắc nó giống nhau là bạn trúng độc đắc. Mà các bạn biết không, cái máy á nó lập trình là bao nhiêu lượt như vậy nó nhả một lần, chứ không phải giống như các bạn chia bài. Nhiều khi các bạn chia bài thì hên xui đúng không, nhưng mà còn cái máy á là nó lập trình sẵn trong đó. Ví dụ như nó cho trong cái máy đó là 100 lượt hay 1000 lượt nó nhả ra một lần, hoặc rồi có đầu ấy, từ 1000 lượt đó cái nó nhả ra 70 lượt nữa là nó sẽ nhả ra một lần nữa. Nó lập trình cái thời hạn như vậy đó. Cho nên nếu như mà mình á, mình chơi với cái máy nó là một cái máy tính, mình cứ kéo cái đầu sung các bạn. Với phần mình nghĩ có đâu có nhiều tiền đâu, có 1 đồng 2 đồng thôi, kệ kéo cho vui, cứ đứng kéo hoài hồi quay qua giờ 100 đồng 200 đồng là chuyện bình thường. Mà trong khi đó khi mà mình chưa có làm gì ra tiền mà mình đi vào đó, nhiều khi một cái cú vui quá chớn của mình thôi, nhẹ thôi, mình mất 100-200 đô là chuyện bình thường. Mà đối với cái người mà mới qua đây 100-200 đô nó rất là lớn các bạn, nó lớn dữ lắm. Tại vì á, đối với cái người mà mới qua đây 100-200 đô các bạn có thể mua đồ ăn, các bạn sống tới một tuần lễ, một tuần. Nếu như đối với cái người đó hai vợ chồng thôi là sống được một tuần hoặc hơn một tuần đó. Cho nên các bạn biết cái người mà họ mà có máu cờ bạc nữa thì thôi rồi, tiêu luôn rồi, vô trong đó một phát á là đi chơi chung, có đầu mượn tiền người ta. Ví dụ như người ta đánh, người ta bữa nay người ta có tiền, người ta đi vô người ta đánh, người ta ăn cái người ta cho mình mượn 400-500 gì đó, thì hả, có đầu có phải là nợ ngập đầu hay không. Đó là một cái lời nói mà Minh muốn gửi đến tất cả những người nào đó. Nếu như mà qua nước Mỹ này á thì tốt nhất đừng có nên nghe lời rủ rê của bạn bè mà đi theo kiểu là mình đã có máu cờ bạc rồi, mình biết cờ bạc rồi thì làm ơn đừng đi vào đó. Tại vì khi mà các bạn đi vào đó rồi, các bạn biết đi vào đó rồi là bao nhiêu tiền các bạn cũng không bao giờ để dành được. Tại các bạn biết không, họ làm hay lắm. Họ làm theo kiểu là họ làm một cái trung tâm như vậy đó các bạn. Mình hôm bữa mình có làm cái video là lần đầu tiên mình đi casino đó, mình có quay cái khuôn viên, khung cảnh ở đó cho mọi người thấy là nó rất là đẹp. Thứ nhất nó rất là đẹp và nó ăn uống nó giống như một cái siêu thị vậy các bạn. Giống như một cái siêu thị ở bên Việt Nam mình là lăng cái Vincom á, giống như một cái Vincom gì đó. Trong đó các bạn có thể mua sắm giỏ sách, túi sách, rồi mua đồ ăn, rồi tất cả mọi thứ. Nhưng mà cái quan trọng là các bạn đi vào cái quán bài thì những cái khuôn viên ở phía ngoài là cái khuôn viên mà dụ người ta đến các bạn. Rồi cái xong cái khi mà họ dụ mình đến rồi, bắt đầu cái mình muốn đi vô trong, mình khám phá coi ở trong có cái gì. Thì khi các bạn đi vào trong, các bạn khám phá rồi thì các bạn sẽ chết với nó. Là theo kiểu là các bạn biết không, cái người đơn giản nhất, cái người mà tệ nhất thì cũng phải biết chơi game đúng không các bạn, hoặc là biết chơi bài cào á, đếm nút á, thì hả các bạn chỉ cần vô đó thôi, có cái bàn bài cào nha các bạn, có bàn bài cào chỉ cần lật lên đếm nút là tính tiền, hoặc là nó cũng giống như bài cào vậy đó.
thì mình nói là cái người mà tệ nhất không biết quýnh bài thì vô trong đó cũng bị dụ ở sòng bài mà bài cào. Còn nếu như cái người mà mê game á thì vô sẽ bị dụ ở cái máy kéo, cái máy kéo mà kéo để kiểu là cứ đồng hai đồng kéo vậy đó, thì mình đâu có cần tính toán gì đâu, cứ vô kéo gạt sạc. Mà nếu như mà trúng thì nó chạy tiền ra, còn không trúng thì thôi, giống vậy đó. Thì hả, vô trong đó là cỡ nào các bạn cũng bị dụ hết trơn á. Cho nên khi mà hôm bữa mình có muốn đi lên trên đó chơi mà ông xã mình thì ông sợ là khi mà mình lên trên đó rồi á, mình bị cuốn vào cái chuyện đó, cho nên ông không có cho đi. Mà tới khi mình không hiểu là mình nói ủa mình đâu có mê cờ bạc đâu mà tại sao ông không có cho đi. Mình thật sự á, ai cái gì ăn tiền mình được á, chứ còn cờ bạc khó ăn tiền mình lắm, tại vì mình không có máu cờ bạc. Mình người ta chơi máu cờ bạc là ta chơi xong rồi ta sung đúng không, người ta hăng hái người ta đánh nữa ha. Còn mình càng đánh mình càng xìu, mới đầu vô sung lắm, 3-4 ván thôi, tới ván thứ 4 thứ 5 là tôi chán, tôi bỏ tôi đi rồi, tôi không chơi nữa, tôi cảm thấy nó không thú vị gì chân á. Cái ổng không có chịu đi, ổng dãy không chịu đi. Xong cái mà khi mình lên trên đó rồi mình mới biết được đó, là cái cách của họ dụ mình rất là hay. Khi các bạn bước vào các bạn thấy nó rất là đẹp, rồi các bạn đi vào nữa là các bạn thấy trung tâm mua sắm ăn uống rồi, nó giống như một cái chỗ để mình vui chơi vậy đó. Trời, rất là đẹp, dễ thương, thoải mái. Bắt đầu cái họ từ từ họ dẫn bạn vào, gọi là mê cung á các bạn, dẫn đi vào cái nơi mà mình nạp tiền cho họ đó, là đi vô sòng bạc. Tới vô sòng bạc thì thôi kệ, ai chơi mình cũng chơi cho biết đúng không, bỏ tiền vô máy kéo gạt hồi 50 đồng đó. Rồi còn không á thì vô mấy cái bài mà đứng dòm ta chơi nè, rồi mấy cái bàn mà theo kiểu đếm nút đó, lật lên là tính tiền tài xỉu rồi đó. Có cái mấy cái bàn mà tài xỉu cứ lắc theo kiểu là lắc xong rồi cái bật lên là tài thì ăn, xỉu thì thua, giống vậy đó. Là cái đó là đơn giản nhất, là nó họ cũng dụ từ tiền mình rồi, các bạn thấy không? Cho nên đó hả, bởi vì ông xã mình nó ổng sợ, ổng cho lên, ổng nói hả rất là nhiều người rồi em lên trên đó, cứ nói là lên chơi xong rồi một thời gian sau là lậm ở trên đó luôn, rồi đi về bán nhà bán cửa, rồi hả chồng con không biết ai hết trơn, mê bài bạc á, rồi chồng con là quên luôn, không biết chồng con ở đâu hết trơn. Rồi nhiều khi hả nhà cửa cầm cố nhà luôn, lấy giấy tờ ra cầm bán luôn đó. Là ông xã mình ông nói là cái trường hợp đó bên đây anh chứng kiến rất rất là nhiều, và trong đó có những đứa bạn của anh đã từng ra ngoài đường ở vì con vợ mê cờ bạc. Và không chỉ con vợ mê cờ bạc, có thằng chồng cờ bạc nữa, thì hai vợ chồng đồng vợ đồng chồng tát cái nhà luôn, nó cũng đi nữa đó, theo kiểu đó. Cái bởi vợ chồng mình nó lúc đầu là rủ ông đi vô trong đó, ông không chịu đi. Và khi mà mình lên đó mình chứng kiến rồi, là mình muốn làm ngay một cái video gửi đến tất cả mọi người, để mọi người biết được là nếu như các bạn mình đặt chân đến nước Mỹ thì nên né xa nó ra. Với cái người mà không biết chơi cũng vậy, mà cái người biết chơi cũng vậy, nên né, đừng đi vào đó. Tại vì họ có một cái chiến lược. Cái người mà họ làm nên cái casino đó các bạn, họ không chỉ đơn giản là họ chỉ làm một ra một cái nơi để các bạn đi đến các bạn đánh bài không đâu, mà họ là một chuyên gia tâm lý, và họ có một cách dẫn dụ mình rất là hay. Họ dẫn dụ mình bằng một cái chiêu trò là giống như ở phía ngoài là khu trung tâm, để cho mình đến đó mình mua sắm hay gì gì đó, rồi xong rồi bắt đầu họ dẫn dụ các bạn từ từ đi vào cái mê hồn trận khi nào mà mình không hay. Cho nên các bạn biết không, cái casino đó là một nơi mà có nhiều người họ nói là nó giống như là họ nói là giống như trên đó nó bỏ bùn mê thuốc lú gì mình á, tự nhiên sao mình đi cái mình bị ghiền. Thật sự không phải, vì thật sự họ hiểu cái tâm lý con người mình như thế nào, và họ đánh ngay cái tâm lý con người mình là mình cần cái gì và mình không cần cái gì, cho nên là họ sẽ làm theo đúng cái tâm lý của mình, cho nên là cỡ nào là mình cũng dính hết. Đó là cái lời khuyên mình dành cho tất cả mọi người. Nếu như mà những người nào đó mà được chân mình đến nước Mỹ, mà mình cảm giác là mình muốn đi đến nơi đó, biết thôi, đến một lần rồi thôi, đừng bao giờ đến nữa, và đừng bao giờ đụng tới, cũng đừng bao giờ mà thử theo kiểu là mình thử, mình người ta chơi mình cũng chơi thử, đừng bao giờ. Nếu các bạn chơi thử là các bạn sẽ ghiền, vì nhiều khi họ thấy các bạn trong casino họ quen mặt hết các bạn,
họ quen ai là khách mới, ai là khách lạ, họ quen hết. Và nếu như khi các bạn chơi thử, họ biết các bạn là khách mới, họ nhử cho các bạn ăn. Chỉ cần các bạn ăn một lần thôi là các bạn sẽ ghiền. Cho nên đừng bao giờ thử, cứ vô coi thôi, coi xong đi ra. Đừng bao giờ thử, nếu các bạn thử rồi là các bạn sẽ ghiền. Vì họ sẽ nhả cho các bạn ăn, để cho các bạn ghiền. Ôi trời ơi, sao dễ ăn quá vậy? Ôi trời ơi, vậy thôi mơ mốt cái đầu ai ngủ đi. Ừ tôi cũng đi nữa, tôi đi tôi lên trển tôi kiếm chút đỉnh. Đó, là theo kiểu như vậy đó. Rồi một lần, hai lần là những lần sau là những cái lần mà họ lấy tiền lại của mình đó các bạn. Ở trên đó là những cái người đó là họ được huấn luyện về cái mặt tâm lý hết rồi các bạn. Là họ nhìn các bạn, là họ nhìn các bạn là người mới như thế nào, họ sẽ giữ cho các bạn chơi. Và họ có những cái người cò mồi trên đó nữa. Là ví dụ như cái người đó họ chơi đó, cái họ nói ê chơi đi, chơi đi, chơi đi, cái này dễ lắm, này kia cái nọ, đại loại là như vậy đó. Là họ biết các bạn ở trên đó là các bạn là người mới hay người cũ, là họ sẽ có những cái cò mồi đem đi lại là rủ bạn chơi để các bạn bỏ tiền ra chơi. À, nếu như mà mình làm video này mình biết sẽ có rất là nhiều người nói mình tào lao, mình không biết gì chơi mà mình nói. Nhưng mà các bạn biết không, khi mà một người mà họ đã mở ra một cái casino nó trị giá tới mấy chục ngàn tỷ thì mấy nó hàng bạc tỷ đổ lên rồi, tỷ mà tỷ đô các bạn, thì cái đầu óc của người ta rất là cao siêu và người ta có cái cách dụ tiền của mình rất là hay, chứ không thể nào mà người ta mở cái sòng bạc đó, người ta ngồi ta chờ bạn đến được. Và họ sẽ có những cái chiêu dẫn dụ các bạn, và chỉ cần các bạn đến một lần thôi là những lần sau là họ gửi thư về mời các bạn mỗi ngày luôn các bạn. Chỉ cần các bạn lên trên đó các bạn chơi một lần, các bạn có cái account rồi, các bạn đổi tiền các bạn chơi một lần rồi ha, là những lần sau họ sẽ gửi thư về cho các bạn hoài. Ví dụ như ngày họ gửi thư về họ báo là ừ hôm nay tao tặng cho mày 500 đô để mày chơi bạc. Mà nếu như các bạn muốn lên trên trển chơi mà các bạn lấy được 500 đô của nó, các bạn phải bỏ ra 500 đô. Giống như nó dụ mình lên trên đó vậy đó, xong nó cho mình 500 đô. Nhưng mà đối với cái 500 đô nó lấy cái lợi của mình mấy hồi. Tới khi mà nó cho mình 500, nhưng mà khi các bạn chơi rồi á thì các bạn thua 500 của mình. Có khi là các bạn có thể thua 400, 300 thì họ vẫn lấy của mình được 300. Mà cái số tiền của họ thì họ đâu có mất đi đâu. Đó là vấn đề ở chỗ theo kiểu, chứ không phải là theo kiểu là bạn lên các bạn chơi 500 các bạn đổi 500 của nó ra xong rồi các bạn chơi đồng hai đồng cái xong bạn đổi lại thì chỉ được một hoặc hai lần thôi là nó sẽ không bao giờ nó cho các bạn chơi nữa. Là nó để ý mình, là nó biết là mình gian lận, là theo kiểu là mình muốn lấy tiền của nó, là những lần sau là nó sẽ không cho nữa. Và khi mà cái số lượng tiền các bạn chơi thấp xuống, ví dụ như lần đầu các bạn đổi 5.000 đô, lần thứ hai các bạn đi lên chơi dài 3 đồng, cái xong các bạn đổi ngược lại, các bạn lấy tiền của nó đi, lần sau nó sẽ cho thấp xuống. Và chỉ cần 2 lần hoặc 3 lần thôi là nó sẽ không đổi cho các bạn nữa, là nó không tặng, không đổi cho các bạn nữa, chỉ là giống như là nó chỉ đổi là cái số tiền của mình thôi, còn số tiền của nó không đổi lại. Cho nên á hả, họ khôn lắm, chứ đừng nghĩ là lên ăn tiền của người ta được. Và những cái người mà may mắn á, mà theo kiểu chót lọt và lên trển ăn may á thì mình không nói, những người ăn may thì mình không nói, hoặc là gian lận hay gian lận được á mình nói là không ai hay hết trơn, trên đó nó có camera hết, chỉ có nó gian lận mình được thôi, chứ mình không bao giờ mình gian lận được nó đâu. Cho nên đừng nghĩ là mình sẽ gian lận được nó để mình ăn tiền của nó. Nhiều khi nó thả để cho các bạn ăn thôi, đến một ngày nào đó nó mà bắt được rồi là nó chặt tay các bạn đó. Và cái chuyện đó là đã có rồi, và chồng Minh đã từng đi đứng ra để bảo lãnh cho cái người mà bị hâm chặt tay đó. Và chồng Minh phải đứng ra trả tiền cho cái người đó để cho người đó bảo toàn cái bàn tay đó, nếu không là sẽ bị chặt tay đó các bạn. Và cái chuyện này là Minh biết được từ ông xã Minh, tại vì ngày xưa là ổng cũng là mê cờ bạc và bán biết bao nhiêu căn nhà nằm trong đó rồi các bạn. Rồi những người bạn của ổng Minh đã từng gặp và ổng đã chỉ, ổng nói là ừ người này như vậy đó, là ngày xưa anh giúp nó như vậy đó. Thì ngày hôm nay Minh lên, Minh muốn chia sẻ với tất cả mọi người để cho mọi người biết được là cái khía cạnh ở bên cuộc sống Mỹ này có những cái cám dỗ, nó sẽ dụ dỗ mình với một cái nét văn minh và dụ mình với một cái điều rất là tế nhị và nhẹ nhàng. Nó dẫn dụ mình đi vào cái mê hồn trận, vào cái nơi mà mình kêu bằng sa đỏ đó, và cúng tiền cho họ đó.
thì mình cũng nên sáng suốt một chút xíu để tránh những cái trường hợp như vậy, tránh những cái trường hợp là theo kiểu là làm mãi là cứ đem tiền đi đâu chứ không có vô túi mình. Thì mong là cái video ngày hôm nay mọi người yêu thích và cảm thấy hữu ích cho cái quá trình sắp tới của mình khi mà mình chuẩn bị đi đến nước Mỹ này sinh sống. Thì nếu các bạn cảm thấy video hay, ý nghĩa và các bạn yêu thích kênh của mình thì hãy bấm like, subscribe kênh cho mình nha. Đừng quên share cái video nếu các bạn mà thấy cái thông tin hữu ích và muốn lan truyền đến tất cả mọi người để mọi người biết hơn về cái cuộc sống bên Mỹ, và những người nào đó sắp định cư Mỹ thì có thể hiểu hơn về cái góc khuất và những cái cám dỗ bên nước Mỹ này nó sẽ làm cho mình không bao giờ ngóc đầu được nổi đó mọi người. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau nhé. Bye bye.